Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thông tin phản ánh về tình trạng nguồn nước của một số hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố đang bị ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng tới công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như là sinh hoạt của người dân. Trước đó thì một kết quả nghiên cứu từ dự án phát triển hệ thống sử dụng nước đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu do Trường Đại học Xây dựng phối hợp với Trường Đại học Tokyo Nhật Bản thực hiện được công bố cho thấy là hiện nay nước sông trên địa bàn Hà Nội đang bị ảnh hưởng bởi 10% nước thải đô thị chưa qua công đoạn xử lý hoặc chưa được pha loãng. Trong khi đó thì 36% nước thải chưa qua xử lý cũng đổ ra các hồ gây ô nhiễm nguồn nước tại các hồ này. Và kết quả nghiên cứu từ dự án cũng cho thấy là tại Hà Nội hiện nước ngầm là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho người dân. Tuy nhiên thì nhiều khu vực nước ngầm lại đang bị ô nhiễm arsen. Việc nước ngầm bị nhiễm arsen khi sử dụng có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người. Trong khi đó thì chất lượng nguồn nước mặt chính như là sông Hồng, sông Đuống và sông Đáy thì lại không đảm bảo, không ổn định và khó kiểm soát.